Hello, chào các bác chị em ha. Này thì cái bộ phát điện 3T88 em cắt hoàn thiện xong rồi, cũng có quay video rồi đó. Giờ chuẩn bị giao cho ông bạn. Ông bạn cũng ở xa, tin tưởng cũng ủng hộ mình. Cũng ủng hộ con này, con thứ hai, con trước con máy để chạy giỏ. Con này ông bạn mình ổng chạy cái máy máy bay đời mới, máy gì đó. Có hai mấy em bay à? Cái gì anh? Bên trăm bờ thì nó có chỉ có 20 mấy ampe đó các em, 20 mấy ampe. Thì con này nó chạy nó chưa có nhầm nhò gì, con này thì nó chạy được tới 40 ampe, một pha 220 nha. Đặc biệt khi cũ phát này nó một pha 220 chứ nó không có ba pha 380 nha các em, lưu ý điều đó. Ví dụ mà nếu muốn 380 phải đâu phải phải quấn dây lại, mà nếu quấn dây lại thì mình cũng không có chất lượng cao, cho mình không có hiệu quả cao, mình không có làm. Con này cũng đang sáng mình quay video mình quên quay cái mình quên gắn cái đồng hồ hẹt mình gắn vô rồi, thì nó đang chạy 26 ampe là một hẹt ha. Nếu mà nó chạy hết chục hết ampe thì nó tụt 2 hẹt, đang cho chạy 51 này, 15 15 k ha, 40 ampe. Dùm tôi 1500 này, thời gian đổ hành luôn nè, ngày 8 tháng 10 2023, bảo hành đến ngày ngày 8 tháng 10 2024 nha. Đây mình có đóng đây bảo hành luôn. Đây về điện này mình có đầy đủ hết cái chassis của Nhật luôn anh em, nó dài thu gọn lại rồi lên xe. Cảm ơn anh em nhiều lắm ha. Bộ này thì mình vẫn bảo hành 1 năm ha. Đây, cái này chắc tầm 200 chắc 260 kg quá, em 260 kg luôn, nhưng mà chở xe em đau thì không nổi đâu anh em ơi. Này chắc phải chở vỏ này kia rồi ba gác. Mình chở chiếc xe Honda anh mình về luôn để anh mình khỏi có chạy xe cho nó xa, nghiệp lên quá xa. Xuống chút con. Rồi. Nữa đây, vô nữa đây. Qua đây chút. Rồi, xuống đi. Khoan khoan con, khoan kéo này ra, chưa. Kéo cái giá này ra nè. Dỡ rồi qua đây chút. Rồi, xuống đi. Bốn chục ampe này thì cô bán cho em có thể sạc được cái củ sạc của thằng T30 mà sạc cho pin T40 quá anh em. Thì hiện tại thì mấy cái cục sạc pin của máy máy sạc giờ đó cũng chưa có cục nào lên tới 40 ampe quá nha, ba mấy ampe thôi, 36 và 37 ampe là dữ lắm rồi. À, con này đúng chất nó chạy tới 48 ampe nhưng mà mình cho chạy 40 thôi ha, mà đặc biệt cái là nó không có ba pha 380 nha. Cục phát này cục phát Nhật mà nó xài kích đuôi chứ nó không có xài than. Đây có sơn lại cái mặt lưới nó màu đen, sơn cho nó đẹp. Đây. Thì bây giờ thì mình chuẩn bị xong khởi hành thì đâu đó chắc khoảng năm chắc là 6 giờ. 6 giờ. Mình đi đường chắc có thể là mình đi đường 4 tổng nha anh em. Giao trong anh mình ở Vị Thanh. Có anh chị em có nhu cầu động cơ máy loại gì đó thì ủng hộ giùm mình ha. Mình cũng hoàn thiện một con 1703 nè. Con này thì cũng chưa có lên taxi. Thì anh em nào mà cô bác nào mà muốn làm taxi nhà thì mua gì nó giá nó sẽ rẻ hơn 15 triệu. Vậy làm giao vậy đó là dễ hơn cái giá em lên khung 15 triệu thì về có thể anh em cô bán cho em mà tự làm. Thì con này chạy 50 ampe. Và điện 380 luôn. Này đang chạy tần số của 52 hẹt ha.
một vài điểm nó chốc sơn thôi, còn mới lắm. Rồi, cảm ơn các bác xem rất là nhiều nha.